Khoảng 18 giờ ngày hôm qua, tại đường Điện Biên Phủ, phường Đông Lương, Công an thành phố Đông Hà đã tiến hành kiểm tra hành chính xe ô tô biển kiểm soát 74C08888 do Nguyễn Minh Phúc, trú ở khu phố 5 phường 1 thành phố Đông Hà, là nhân viên bưu điện thành phố Đông Hà điều khiển. Qua kiểm tra phát hiện xe vận chuyển nhiều quần áo lót phụ nữ và mỹ phẩm do nước ngoài sản xuất. Toàn bộ số hàng hóa không có hóa đơn chứng từ, chứng minh nguồn gốc xuất xứ, ước tính có giá trị khoảng 200 triệu đồng.